Hello mấy nay nha, đây tiếp tục đố đen nha anh em. Cuộc sống này có đố đen mấy anh em lại niềm vui nha anh em. Ok anh em, đố đen có flash và hero nha anh em. Giờ mình chơi đố đen flash mình có tiền xong cái mình qua cho đố đen hero anh em ơi. Cuộc sống cái nhiều đó lặp lại anh em ơi. Ok, chú kèo anh em ơi. Hy vọng bữa nay nó sẽ cho mình một cái gì đó gọi là đường hầm anh em ơi. Cần lắm đường hầm anh em ơi. Ước gì nó chui hầm một lần nữa cho mình sướng cuộc đời anh em ơi. Gì đâu nó không chui anh em, mà mở đen có đúng đen anh em. Đỏ đen người ta nói nó thường đỏ đen nhưng mà nó thường đen còn nhiều hơn đỏ nha anh em. Gì đâu mà ta từng lấy đỏ đen mình đen không hơn đỏ bên đây vậy. Có chuyện thì luôn ở bên đây vậy. Đạo lòng sự đế sứ. Ok chơi anh em ơi. Gói thứ nhất, để có được may mắn hay không đây, hay là xa bờ đây. Và rồi ba nhiệm nó sẽ quyết định cho cuộc đời này anh em ơi. Vẫn là dấu án cũ, vẫn là những đường sáng cũ và những đường TV cũ hay chăng? Nó đây anh em ơi. Thảm. Khó anh em ơi, 350 luôn anh em à. Tình nó đèn anh em ơi. Không sao anh em ơi, cứ tiếp anh em ơi. Tiếp và tiếp tục thôi. Cuộc sống cứ tiếp tục như thế anh em ơi. Dứt anh em ơi. Ba nhịp vẫn là ba nhịp. Người ta nói thường thường con số lẻ đó luôn may mắn anh em, mà số chẵn thường rất là đen anh em. Cuộc đời phải chơi số lẻ anh em ơi, luôn chọn lẻ và sự may mắn nó sẽ có trong pha mở gối này không đây. Sẽ chui đi anh em à, chui hầm đi game. 350 nữa anh em ơi, đen thế sao mình đen dữ anh ơi. Đúng bồ luôn anh em, chơi game toàn đen anh em, gối gì đâu mở cho tôi không luôn mà. Nó đen giờ dứt mệt luôn em mà, dứt nản anh em ơi. Chứ nó đen đâu, đen quá buồn anh em. Khổ anh em ơi. Phải than vãn cuộc đời như thế nó mới cho mình hên được anh em ơi. Mà lần này sẽ không chui hầm anh em ơi, nó sẽ ra tôi bi tiếp chứ gì anh em ơi. Cuộc sống tôi bi thôi. 350 nên em đúng đen luôn nha anh em, đợi mình xuống. Mình bây giờ chỉ biết khóc trên nỗi đau này thôi anh em ơi, chứ không biết nói gì thêm nữa. Bởi vì cuộc đời mà nó luôn luôn là đen anh em ơi, luôn luôn là màu đen, không bao giờ tươi sáng nó được anh em. Và ba khứa hero này nó sẽ gọi lại được cho mình cái gì đây, một là tivi, hay là chuối hầm đậu hũ, hay là chuối hầm lọ. Chúng ta vô kèo CB trước anh em ơi, và hãy chiêm nghiệm lại cái gối này đi. Nó tỷ lệ chỉ để mấy con này tượng trưng thôi anh em ơi, nó không bao giờ ra. Mình quá buồn về cái những lần mở gối này rồi, bởi vì cuộc đời quá đen anh em ơi. Đen dưới này cũng chán nè, mà mở gối đen đổ đen không mà đen không cũng chán anh em ơi. Dưới cũng không muốn mở nữa, nhưng mà vì anh em mình phải cố gắng anh em ơi, cố gắng mở từ gối anh em coi và hit cuối cùng. Chui đi mà em. Không anh em ơi, xáo xì anh em ơi, không lỗ được không nhiêu anh em. Nhưng mà buồn anh em ơi. Thì đã không chui buồn quá anh em ơi. Cuộc sống mà những câu nói nó đi nó lại với chán luôn anh em à, nhưng không. Giờ chứ mới nói gì nữa đâu. Tại vì quá đen. Đen quá buồn anh em. Lại là câu nói buồn buồn thiểu đó. Buồn và buồn anh em ơi. Hai nhịp bên đây giờ, nhịp cuối cùng đây mình sẽ là cái gì đây chứ ưng. Chui đi bên này giờ, hãy chui đi game. Xáo xị nữa anh em ơi, quá nản luôn nha anh em. Nó cứ thế lặp lại anh em ơi. Sao vậy ta, sao lại vậy ta. Lần này hai nhịp anh em ơi, quá buồn luôn nha. Hai nhịp là đủ. Nhịp cuối của đời, nhịp cuối đừng có lỏ mà, hãy đường hầm đi mà game. Đường hầm xáo xị đó mà anh em. Anh em mà thay vì chúng ta từ bỏ nó thì chúng ta phải cố gắng tiếp bước từng ngày đi em ơi. Cuộc sống này nó như thế đó anh em, mà buồn anh em, đen quá dứt buồn anh em, dứt đi em ơi. What the hero. Ok mấy anh ơi, cứ tiếp anh em ơi. Hy vọng 1.8 tỷ cuối cùng này sẽ được cái gì đó gọi là anh em ơi. Cho ăn hai nhịp nha anh em. Nhiều người anh em nói mở gối nhịp chi làm màu, nhưng không, cuộc sống này phải nghe theo chính mình và lý trí, không thể nào nghe ý kiến người khác được, đúng không anh em. Xáo xì nữa anh em ơi, vẫn là xáo xì anh em. Bữa nay là gì đâu mở hero còn xáo xì anh em. Cuộc đời có nhiêu xáo xì.
khổ thật sự luôn mấy nay giờ nó toàn như thế thôi, nó không bao giờ được hên mấy anh em ơi. Hãy hên được một lần đi nào. Cũng nặng sự luôn mấy nay giờ, buồn lắm luôn đó. Nhưng mà không biết số nỗi lòng nào vào đâu. Vì những tổng thức và hay mơ, vì những đường hầm thật là lung linh và lấp lánh em ơi. Hít cuối của đời em ơi, hít cuối và là gì đây? Hầm đi game, hầm thiệt, không quên cướp cờ gì? Tây Ban Nha CV, đêm một thằng em. Người sao? Tại sao vậy mà ra mốt đâu có thẻ CB mùa World Cup này ngon anh em đúng không? Mùa World Cup này nhờ quá rẻ anh em mà ra hầm lỗ thua không chịu đâu, nhưng có được hầm nhờ ngon nha anh em. Ok mua con hết cuối anh em, quá ngon mấy anh trai vậy. Cuộc sống cứ thế mới lặp lại, thời gian sẽ chứng minh tất cả mấy anh trai vậy, đúng không mấy anh trai vậy? Cứ tiếp tục anh em ơi, hôm nay chúng ta có một cái đường hầm là đẹp anh em à, mở đỏ đen chỉ cần như đó là đủ, làm clip cho anh em xem chứ còn có đường hầm là vui anh em ơi. Đỡ không có đường hầm nha anh em. Ok hit cuối này nó sẽ ở gạt cái gì đó bên này vậy. Ok anh em, người ta nói để cái gì càng lâu thì nó càng chín mùi, nó càng tốt nha anh em, như thế đó. Nhưng mà không phải không đây, có phải không đây, thở hô hầm anh em. Ok anh em, một nhịp chuẩn bị nè ơi, hai nhịp vẫn là giống hai nhịp cũ nha anh em. Hai nhịp là cái gì đó bên này ơi, chui nữa, hai nhịp tâm linh cờ Tây Ban Nha nữa, Tây Ban Nha sẽ mở ai ta, 116 như đứt bộ Tây Ban Nha anh em ơi, là quá làm cú đứt Tây Ban Nha chịu luôn anh em, quái gì đây ra vậy. Thằng khứa này nhiều mắc tiền hơn nha anh em, 423 triệu. Ok anh em, phải ồ ra hai hầm ra hai Tây Ban Nha. Ông mà là gì đây anh em ơi. Ok anh em, cho RB với Kappa Han này ngon anh em. Ok anh em, tạm biệt anh em nha, bye anh em, hẹn clip sau nha anh em.